Hoài Liên xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của SBTN Washington DC. Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ ba ngày 19 tháng 4 năm 2016. Chương trình phát hình hôm nay gồm có phần tin quan trọng và phóng sự Việt Nam quốc dân đảng thống nhất. Để mở đầu, Hoài Liên xin được sơ lược qua một vài bản tin quan trọng trong ngày. Đầu tiên là phần tin Hoa Kỳ. Ông Trump chờ đợi thắng lớn ở New York. Theo giới quan sát thời cuộc nhận xét, nếu các cuộc thăm dò ý kiến của cử tri là đúng, thì ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump thật sự là đối thủ đáng gồm trong cuộc bầu cử sơ bộ ở tiểu bang New York như sự mong đợi. Ông Trump bất động sản của Manhattan đang tìm cách để chiếm 50% số đại biểu của tiểu bang nhà trong cuộc bầu cử sơ bộ hôm nay tại bang New York, với hy vọng nắm gọn 95 số phiếu đại biểu của cử tri trong tay để mang đến cho quốc hội của đảng Cộng hòa. Trong khi đó, các đối thủ của ông được dự đoán là sẽ không thắng nổi ông và sẽ bị thất vọng. Trong cuộc vận động cử tri ở Mid-Hudson Civic Center thuộc thành phố Poughkeepsie, Ông Trump tuyên bố trước hàng ngàn người ủng hộ ông rằng chúng ta sẽ thắng lớn. Sau đó, ông kêu gọi các cử tri hãy giúp ông tạo một chiến thắng vang dội lòng trời lỡ đất. Mặt khác, ông Trump cũng muốn các cử tri của tiểu bang có tòa nhà nổi tiếng Empire State Building hãy xóa tan lời phát biểu miệt thị của ứng cử viên đối thủ là thượng nghị sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas khi phê phán về giá trị của người New York trong những tuần vừa qua. Đồng thời, ông Trump cũng muốn giành lại ưu thế sau khi bị ông Cruz tại tiểu bang Wisconsin ngày 5 tháng 4 vừa qua ông trump đã vận động tranh cử ở new york bằng cách tấn công quá trình lựa chọn đại biểu của đảng cộng hòa như là một sự lũng đoạn và thối nát mà ông cho rằng đó chính là những nỗ lực của hàng lãnh đạo của đảng cộng hòa gop để đánh cướp sự đề cử của cử tri bầu cho ông làm đại diện của đảng cộng hòa tranh cử chức tổng thống theo giới quan sát, hai ứng cử viên đối thủ của ông Trump là thượng nghị sĩ Ted Cruz của Texas và thống đốc tiểu bang Ohio John Kasich sẽ không thắng ông Trump tại cuộc bầu cử sơ bộ ở tiểu bang New York vì sự nổi tiếng của ông tại tiểu bang này, nhưng cả hai cũng có thể chiếm được một số ít phiếu đại biểu tại đây. Trong lúc ông Bernie Sanders được hàng ngàn người ủng hộ, đa số là giới trẻ ủng hộ tại cuộc vận động tranh cử ở Brooklyn Park, Park vào hôm Chủ nhật, với hình thức như một đại hội nhạc hội, thì ngày hôm qua thứ hai bà Hillary Clinton cũng được sự ủng hộ của thành phần cử tri lớn tuổi. Tại cuộc vận động tranh cử tổ chức bên trong một khách sạn ở Midtown Manhattan của bà Clinton, hoàn toàn khác biệt với cuộc vận động của ông Sanders. Các cuộc thăm dò cử tri trước cuộc bầu cử sơ bộ của tiểu bang New York hôm nay cho thấy ông Sanders hấp dẫn đối với giới trẻ đặc biệt là thanh niên, trong khi đó bà Clinton lại được thành phần cử tri lớn tuổi ủng hộ mạnh nhất. Angelica Collido sinh viên đại học, là một trong những người ủng hộ ông Sanders chia sẻ. Cô thích ông Sanders vì ông cam kết sẽ miễn học phí học đại học cho các sinh viên. Cô nói, tôi thật sự thích quan điểm của ông và tôi nghĩ rằng ông sẽ tiếp tục chính sách của Tổng thống Obama đã muốn. Khác với quan điểm và lập trường chống di dân của ứng cử viên Donald Trump, Tổng thống Obama đang muốn Hoa Kỳ xích lại gần hơn với Mexico. Chính phủ của Tổng thống Obama đã thực hiện một nỗ lực để cải thiện mối quan hệ với Mexico sau khi ông Donald Trump muốn xây dựng một bức tường biên giới để ngăn cản các di dân lậu trốn vào Hoa Kỳ, cũng như những lời chỉ trích những người nhập cư không có giấy tờ tại Hoa Kỳ. Tổng thống Obama đã công khai và nhiều lần chỉ trích ông Trump. Đầu tháng này, ông Obama đã chế giễu sáng kế của ông Trump xây dựng bức tường biên giới rằng chính phủ Mexico sẽ phải trả tiền để xây. Tổng thống Obama nói chúc ông Trump may mắn với điều đó. Trong tháng 2, Phó Tổng thống Joe Biden thực hiện chuyến công du Mexico để tham dự một cuộc họp về Hiệp ước Thương mại Bắc Mỹ NAFTA, cũng công khai xin lỗi chính phủ Mexico về những tuyên bố nguy hiểm gây thiệt hại của ông Trump. Ứng cử viên Tổng thống Donald Trump đã từng đưa ra những lời tuyên bố gây chia rẽ khi ông cho rằng những người nhập cư Mexico là kẻ giết người và hiếp dâm. Cựu Tổng thống Mexico Philip Calderon cũng phản đối với ý kiến xây dựng bức tường của ông Trump rằng Mexico sẽ không trả tiền để xây cho dù chỉ là một xu. Không lâu sau đó, ông Vincent Fox, một cựu tổng thống Mexico cũng lặp lại lời của ông Calderon và tuyên bố thêm rằng Tôi tuyên bố tôi sẽ không trả tiền cho cái bức tường khốn kiếp đó. Thống đốc tiểu bang Texas Greg Albert đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Houston sau một trận mưa kỷ lục đã làm 5 người thiệt mạng. Nhiều khu vực của tiểu bang Texas đã có bệnh lệnh báo động lũ lụt hôm qua sau khi một cơn bão đổ đến gần 18 inches nước mưa xuống những khu vực gần Houston, tạo nên nhiều trăm chuyến bay bị hủy, đường phải đóng cửa và mất điện ở nhiều nơi. Các con sông vỡ bờ ở khu vực downtown của thành phố đã có đến 1.200 người được giải cứu, bị mắc kẹt vì nước lục, ngoài việc khuyến cáo mọi người đừng đi qua khu vực nước chảy xiết. Quận trưởng quận Harris S. Ahmed cũng đã ký tuyên bố thiên tai cho quận bao gồm thành phố Houston sau khi hơn 1.000 căn nhà bị lục. Ở Houston, nơi có đến 70 khu phố bị lục, đô trưởng Sylvester Turner đã hủy bài diễn văn về tình trạng của thành phố dự trù cho hôm qua và yêu cầu mọi nhân viên không cần thiết thì hãy ở nhà. Thành phố đã biến một khu shopping mall thành khu di tản. Hơn 70.000 khách hàng không có điện ở khu vực Houston hôm qua. Khoảng hơn 800 chuyến bay ở các phi trường của tiểu bang đã bị hủy. Cuộc chiến giành ngân khoản tài trợ cho virus Zika giữa tòa Bạch Ốc và Quốc hội vẫn đang tiếp diễn. Tối thứ hai, dân biểu Harold Rogers, Chủ tịch Ủy ban Điều đình của Quốc hội đã có cuộc họp với các viên chức tòa Bạch Ốc về quyết định bổ sung số tiền dành để chống dịch bệnh Ebola để tài trợ cho chương trình cứu phòng chống virus Zika. Dân biểu Harold Roger cho biết, phía chính quyền Obama đã không đưa ra một chi tiết cụ thể về số tiền bổ sung này là bao nhiêu. Ông nói, đây là một rào cản rất lớn trong những trường hợp khẩn cấp. Trong khi đó, chính quyền Obama đã yêu cầu phía quốc hội phải cung cấp đầy đủ về kế hoạch nghiên cứu vaccine chống virus Zika, và bản trao cho tòa Bạch Ốc vốn đã hai lần yêu cầu bên quốc hội phải cung cấp từ hôm 22 tháng 2 và 18 tháng 4 vừa qua. Ông tuyên bố rằng ông sẽ tiếp tục cuộc chiến với tòa Bạch Ốc cho ngân khoản bổ sung này để dùng trong trường hợp khẩn cấp. Khi được hỏi liệu vấn đề thực tế rằng chính quyền sẽ không cung cấp cho bộ ngân khoản để nghiên cứu Zika trong năm tài chính 2016-2017 thì sao? Dân biểu Roger trả lời, những thông tin quan trọng về sự nguy hiểm của virus Zika cho thấy chính quyền cần cung cấp ngân khoản cho Zika để nghiên cứu tạo ra vaccine chống lại bị dị tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh mà do virus Zika gây ra. Cựu chủ tịch của một nhóm sinh viên da đen đã thừa nhận tội gửi thông điệp đe dọa các sinh viên da đen tại một trường đại học ở New Jersey hồi cuối mùa thu năm ngoái. Theo đài CBS, Kayla McCalvey, cư dân thành phố Union Township, đã nhận tội trong phiên tòa ngày hôm qua Hành động của cô đã tạo ra những vụ báo động sai. Cựu sinh viên đại học Kim phải đối diện với mức án có thể là 90 ngày tù cộng với tiền bồi thường. Công tố viên nói rằng Michael vì 25 tuổi đã truy định những thông tin đe dọa từ thư viện trong khuôn viên trường bởi vì cô muốn nhiều người hơn để tham dự vào một cuộc biểu tình tháng 11 năm 2015 về các vấn đề chủng tộc. Sau đó cô quay trở lại cuộc biểu tình để nói với mọi người về những tweet mà đe dọa cô đã gửi. Đại học Kinh đã từng đưa ra tuyên bố trong tháng 12, nói rằng đây là một điều đáng buồn khi hay tin sinh viên của trường bị cáo buộc đã gửi thông điệp đe dọa sinh viên khác. Tuần trước, một thẩm phán từ chối yêu cầu của cô McKelvey để giảm thời gian bị tù. Công tố viên cũng đề nghị cô McKelvey phải trả 82.000 Mỹ Kim để trang trải các chi phí của cảnh sát để bảo vệ an ninh các mối đe dọa. Khoảng hơn 10 công ty quốc phòng chuyên chế tạo trực thăng đang hối thúc Ủy ban Quân vụ Hạ viện về hợp đồng hàng tỷ đô la để cung cấp máy bay cho quân đội Hoa Kỳ. Các loại trực thăng mới sẽ thay thế trực thăng Huey của Không lực Hoa Kỳ đã từng sử dụng trong cuộc chiến Việt Nam. Ủy ban Quân vụ Hạ viện sẵn sàng áp dụng một luật mới để bảo vệ cho các quân nhân bị tấn công tình dục trong quân đội. Dân biểu Michael R. Turner của Đảng Cộng hòa thuộc đơn vị tiểu bang Ohio và dân biểu đại diện cho Đảng Dân chủ là Nikki Tongass của tiểu bang Massachusetts đã giới thiệu dự luật này hôm thứ Hai nhằm chấm dứt các vụ cưỡng hiếp trong hàng ngũ quân đội. Thượng quản phiên điều trần của tướng Eric Fanning được Tổng thống Obama đề cử làm tham mưu trưởng lục quân Hoa Kỳ vì Thượng nghị sĩ Pat Roberts thuộc đảng Cộng hòa muốn ngăn chặn viện lý do có liên quan vấn đề chuyển các tù nhân khủng bố đang bị giam tại Guantanamo về Hoa Kỳ. Tổng thống Obama hoãn bạch hóa hồ sơ vụ khủng bố tấn công nước Mỹ 911 trước chuyến công du Ả Rập Saudi vào ngày hôm qua, trong cuộc phỏng vấn với CBS News, Tổng thống Obama nói rằng ông chống lại một dự luật gọi là 911 mà theo đó sẽ cho phép các công dân Mỹ kiện chính phủ nước ngoài vì họ cho rằng các nước đã có hỗ trợ cho các cuộc tấn công khủng bố. Trước đó, phát ngôn Tòa Bạch Ốc George Arnold cho biết thật khó để tưởng tượng Tổng thống sẽ ký thành luật nếu nó được thông qua. Chiến đấu cơ Nga tiếp tục nhào lộn trước chiến đấu cơ Hoa Kỳ bất chấp Hoa Kỳ phản đối với Macau về vụ máy bay phản lực Nga bay lượt sát chiến hạm USS Donald Cook hoạt động tại biển Baltic. Quân đội Mỹ cho hay một máy bay trinh sát của không quân Mỹ bay trên biển Baltic đã bị một phản lực cơ SU-27 của Nga bay chặn đầu theo cách thức thiếu an toàn và không chuyên nghiệp. Thông báo của Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ hôm thứ Bảy nói rằng vụ việc xảy ra trong không phận quốc tế và máy bay của Mỹ không hề bay vào không phận Nga. Một phát ngôn của quân đội Mỹ nói với đài truyền hình CNN rằng chiếc phản lực cơ bay theo kiểu hung hăng, ẩu tả và chỉ cách máy bay Mỹ khoảng 15 mét. Và sau đây là phần tin thế giới. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm qua cho biết, Ngoại trưởng John Kerry sẽ có một cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao Iran trong tuần này để thảo luận về những khiếu nại của Iran không được hưởng lệnh bãi bỏ lệnh cấm vận một cách xứng đáng như thỏa thuận với Hoa Kỳ và các nước Tây phương đã ký kết. Phát ngôn bộ Ngoại giao John Kirby cho biết, ngoại trưởng Kerry và ngoại trưởng Mohammed Javad Zarif sẽ gặp nhau tại New York hôm nay trước khi ông Kerry bay đến Ả Rập Saudi để tham gia với Tổng thống Barack Obama tại hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Vịnh Ả Rập. Trong khi đó, phát ngôn viên Kirby cho biết, thêm là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã gửi công văn đến các viên chức chính phủ để tư vấn cho họ về thay đổi chính sách trừng phạt. Cuộc họp giữa hai ngoại trưởng Kerry và Zarif diễn ra sau khi các nhà lãnh đạo hàng đầu của Iran khiếu nại Hoa Kỳ không hoàn thành trách nhiệm như thỏa thuận về hồ sơ hạt nhân. Trong khi đó, Iran sẽ ngừng chương trình hạt nhân để đổi lấy việc xóa bỏ các lệnh trừng phạt. Các giới chức Iran than phiền rằng nước họ đã không nhận được những tháo gỡ cấm vận có ghi trong kế hoạch hành động toàn diện hỗn hợp gọi tắt là GCPOA là thỏa thuận hạt nhân có tính bước ngoặt đã được thi hành vào tháng 1 năm nay. Hoa Kỳ khẳng định đã đáp ứng các nhiệm vụ nhưng đang đối diện với sự yêu cầu từ các ngân hàng ngoại quốc về những quy định giao dịch với Iran là hợp pháp vì Iran vẫn bị đặt lệnh trừng phạt còn lại trong thỏa thuận. Phiến quân Taliban đã tấn công vào văn phòng của cơ quan an ninh chính của Afghanistan với xe bom tự sát và tay súng hôm nay, với ít nhất 28 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Đây là cuộc tấn công đầu tiên vào thủ đô của Taliban năm nay kể từ khi họ tuyên bố cuộc tấn công mùa xuân. Tổng thống Ashraf Ghani đã lên án cuộc tấn công này với những lời mạnh mẽ nhất trong một cuộc tuyên bố từ dinh tổng thống chỉ vài trăm mét cách cặp đánh bom ở ngay trung tâm thành phố. Cuộc tấn công bắt đầu với một xe bom tự sát ở ngay giờ đông đảo nhất đi làm vào buổi sáng và sau đó đã có chạm súng giữa nhân viên an ninh và phiến quân. Hình ảnh cho thấy cửa kiến của Cục An ninh Quốc gia ở mặt tiền đều bị bể hết. Bộ Y tế cho biết nạn nhân có cả dân và thành viên của lực lượng an ninh Afghanistan Phát ngôn nhân Bộ Y tế cũng khẳng định là có con số sẽ gia tăng. Taliban đã loan báo cuộc tấn công mùa xuân của họ từ 12 tháng 4 vừa qua. Tòa đại sứ Hoa Kỳ và sứ vụ NATO đều cho biết không bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công. Sau đây, chương trình xin được tạm ngưng trong giây lát để kính mời quý vị đến với tiết mục bảo trợ thông báo và quảng cáo. Hội người Việt cùng với Coleman, Avon, Fairfax County có chương trình chụp quang tuyến vú Memocam, thử nghiệm ung thư cổ tử cung Pasmia, miễn phí cho phụ nữ ở Virginia, không có bảo hiểm sức khỏe, lợi tức thấp, xin liên lạc với hội người Việt ở số điện thoại 703-532-3716, 703-532-3716. Vendor Direct Sale Mua lẻ rẻ hơn giá sỉ Trực tiếp với các hãng ngay tại Teletron Đến hết tuần này LED Sony 40 inch 388 đồng 55 inch Smart TV 688 đồng Sony SBR 4K 55 inch 1998 đồng 65 inch siêu mỏng 2198 đồng Mua với Lobo Free Sony 32 inch Karaoke Ball tặng cặp khối thông minh Italy Máy rung tăng mở giảm cân Bớt 1.500 đồng Free bộ đồi thủy tinh của Pháp Helmet đa của Mỹ Bớt đến 2.000 đồng Tặng Food Massager Inada MecoJet Làm tài nhập tốt nhất thế giới chỉ có tại Teletron 8.799 đồng Tặng quà 600 đồng Đệm Mattress Italy từ 2.999 đồng Free bộ giường 1.500 đồng Sofa da Make in Italy 35% mới Free Sony 48 inch Bàn ăn và giường ngủ Make in Italy Tặng Sony 40 inch Ghế massage của so bóp lòng bàn chân 2.999 đồng Tặng quà 500 đồng Teletron trong khu Eden Center 703-237-8999 Teletron Phước Lộc Thọ 714-892-6999 hủ tiếu mì la cây chợ lớn đã nổi tiếng từ thập niên 60. Này xin phục vụ quý khách vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn tại trung tâm thương mại Eden Center. Hủ tiếu mì la cây chợ lớn tọa lạc tại số 6793 Wilson Boulevard, Fortress, Virginia 22044. Điện thoại liên lạc 703 531 1420, 703 531 1420.